Phương Anh chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Minh Dù rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị trên sóng truyền hình tại nhà. Và ngày hôm nay chúng tôi vẫn sẽ có những người chơi mới, những câu hỏi thách đố với âm nhạc hoàn toàn mới. Và để xem chúng ta ngồi tại nhà trả lời có chính xác câu hỏi cùng với chúng tôi hay không nhé. Còn bây giờ sẽ là giây phút làm quen với bốn khách mời tuần này. Xin mời! Ca sĩ Thu Hằng, ca sĩ Triệu Long, diễn viên Hoài Tân, ca sĩ Phương Trang. Giới thiệu đội xanh, đội đỏ mà cái màu không liên quan lắm nha mọi người nha. Rồi, bây giờ mình khởi động ha. Dạ. Yeah. Sẽ là vòng thi đấu thứ nhất mang tên gọi đuổi bắt. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu khởi động đầu tiên của chương trình thôi, mang tên gọi là đuổi bắt. Và luật chơi của chúng ta như sau. Vòng đuổi bắt gồm 4 câu hỏi. Mỗi lượt, hai thành viên đại diện hai đội ngồi vào vị trí trên vòng xoay nghe câu hỏi. Màn hình LED trên sàn sân khấu sẽ hiện lên các đáp án. Khi vòng xoay dừng lại, người chơi phải chạy thật nhanh đến đáp án đúng để giành lấy 10 điểm. Rồi, bây giờ có ai hỏi ý kiến thắc mắc gì mà? Em có ý kiến là ví dụ như anh Long anh chọn đáp C để anh ra đó các em đạp anh văng cho chú khác được không? Được. Được. Đó chính là những chiến thuật chưa gì đã nói rồi mà hồi em thận trọng. Đó, bây giờ sẽ là lượt đầu tiên, xin mời hai cô gái lên. Ủa, em tưởng ai cũng chọn cả chứ nhỉ? Có lên Trang ơi. Rồi, với rất nhiều ca sĩ ở trên sàn đấu ngày hôm nay thì chắc chắn là lợi thế rồi. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc thách đố thứ nhất, xin mời. Giọt mưa ngâu bước non trên cành thành lá biếc. Giọt mưa ngâu tràn xe chiếc ô trên đầu. Và đó là ca khúc Mưa Ngâu. Hãy cho chúng tôi biết đây là sáng tác của ai. A. Nhạc sĩ Thanh Tùng, B. Nhạc sĩ Đức Huy và C. Nhạc sĩ Quốc Dũng. Và vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu. Ê, 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 ủa sao mới đầu mà sao nhạc cũng vậy? Cái rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuẩn bị. Tháo ra, tháo cái dây ra. Tháo cái dây ra, lộ chạy ra đi. Chạy đi thằng này, lẹ 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 lẹ. Chạy ra. Em lừa đáp án gì mà cười dữ vậy? Thanh Tùng à? Thanh Tùng là A đúng chưa? Mà không vô được rồi gì A mà phải nhảy vô C. Và phương án A, sáng tác của sĩ Thanh Tùng là một đáp án chính xác đúng không? Yeah. Quá dễ đúng không? Quá dễ. Đó. Và bây giờ xin mời hai chàng trai lên. Lên. Dạo anh. Chơi. Và bây giờ sẽ là video clip gợi ý thứ hai. Nhiều lần lớn em dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười em đó khi kề bên anh, chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi. Đó chính những lúc anh lo. Đây là ca khúc Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé. Hãy cho biết câu hát đầu tiên trong bài hát này là câu hát nào? A. Có những đêm anh cần phải suy nghĩ. B. Có những đêm anh nằm lòng thao thức. Và C. Có những đêm anh khóc khi nhớ mong. Và vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu. Máy điện cho Nam Cường hỏi cho chắc. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời. Ê, trời mới vòng đầu sao mạnh quá vậy. Ê, từ 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 từ. Từ 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 từ. Ê lên Long ơi Tân ơi. Ủa, ủa alo. Anh vô trước nha. Chúng tôi xác định là anh Triệu Long vô trước. Nhưng anh ơi, cái bảng của em có tội tình gì mà anh nhảy vô? Thì phải dạy cho nó chắc em. Dạ không, hư lét em. Với việc nhảy vào trước thì nếu đúng chỉ có Triệu Long có điểm thôi. Còn em, dạ, nếu sai hay đúng gì cũng không có điểm luôn. Con B là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Chạy không kịp với ảnh luôn á. Đêm anh cần phải suy nghĩ về anh, về em, về nhau, về bao chuyện lâu nay. Nam, đưa, Nam, đưa. Thời gian để bước những bước dài. Đời với anh em vẫn là cô bé. Em không phải là cô bé nha. Đó, bây giờ sẽ là lượt tiếp theo của hai cô gái. Xin mời lên. Gán lên, gán lên. Gỗ lên. Quý vị thân mến, hai cô gái đã sẵn sàng. Xin mời video clip gợi ý tiếp theo. Cứ... Cái gì vậy? Cái gì vậy trời?
Hát gì vậy trời? Ủa? Ủa? Chẳng biết ngọt bùi ngày xưa nay đâu, chỉ thấy lòng đầy nỗi đau. Chị biết bài nào? Có chỗ nhớ, có chỗ không nhớ. Vâng, có chỗ nhớ, có chỗ không. Thì chúng tôi xin được gợi ý như sau. Đây là ca khúc Hãy Buông Tay Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Hãy điền vào hai cái từ méo tiếng trong đoạn nhạc gửi trên. Trời A. Giận hờn mệt mỏi. B. Hờn ghen khóc than. Và C. Giận hờn khóc than. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Giận hờn mệt mỏi, hờn ghen khóc than hay giận hờn khóc than? Rồi, bây giờ hai người đã lựa chọn hai đáp án hoàn toàn khác nhau, cho nên chúng tôi chấp nhận luôn. Ai trước ai sau thì nó cũng khác nhau nên không sao cả. Em với chị chắc loạn. Bây giờ em chọn A đúng không? Không, em không nhớ là anh đọc là A hay B, nhưng nó có chữ giận hờn và mỏi mệt. Là em chọn A đó. Bây giờ em muốn đỡ B không? À, em muốn là giận hờn ghen khóc than. Không, giận hờn khóc than. Giận hờn khóc than là C đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Hai đứa sẽ hết. Tôi tính. Ủa? Tôi đứng đáp án B. Và đáp án chính xác của chương trình là chắc A rồi. B. A. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Cứ mãi mỏi mệt buồn phiền chi nữa. Mới có vòng đầu mà chóng mặt quá. Em ơi, còn vòng 2 nữa cứ yên tâm nha. Để cho bạn Trang nghỉ ngơi thì bây giờ xin mời hai chàng trai lên. Quay mà muốn văng cái não ra ngoài luôn á. Ở lượt cuối cùng, chúng tôi chỉ có câu hỏi mà thôi. Và câu hỏi rất đơn giản như sau. Trong bài hát Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, hãy cho biết khi chàng trai thức giấc thì thấy hình bóng của cô gái ở đâu? A. Ngay trước mắt. B. Trong trái tim. Và C. Giữa lòng ngực. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Quá dễ. Ở ngay trước mắt đi đâu? Bây giờ lại không biết chàng trai xuất hiện ở đâu luôn á. Ê ê ê. Chóng mặt thiệt. Rồi. Cái vòng tay của em lúc nào nó cũng văng vô màn hình LED hả? Từ từ, từ từ. Đi đâu vậy em? Đi về luôn. Nó cứ văng em vô màn hình LED ngoài. Đừng có mà đổ thừa. Đi về. Tại em văng vô màn hình LED cái đó. Văng về đổi mình đi. Và đáp án C là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Trái tim anh vừa sống máu nóng để yêu em. Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thật sức thay giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Yeah, rất là sôi động, cũng như là chúc mừng cho đội màu đỏ có thêm 10 điểm nữa. Và đội đỏ tạm thời đang là đội chơi chiến thắng với 30 điểm, chúc mừng. Đội màu xanh cũng rất là cố gắng, các bạn có 10 điểm. Yeah. Không sao cả, đây vẫn chưa là con số cuối cùng. Dạ, chúng đúng. Ta hãy cố gắng lên ở vòng 2 mang tên gọi Hợp Sức. Chào mừng quý vị đến với vòng 2 của chương trình mang tên Hợp Sức. Người đầu tiên sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tiếp tục chóng mặt ở trên đây. Sau đó kết thúc thì mình sẽ chạy về phía trước lấy chiếc micro về cho đội mình. Đối thủ rất kinh khủng khiếp, sẽ chèn ép, cao tấu, thúc đẩy làm sao đó để có được micro cho đội của mình. Khi có lượt, người thứ hai trong đội sẽ vượt qua thử thách hát karaoke hoàn toàn chính xác, đúng từng câu từng chữ một đoạn nhạc thách đố của chương trình. Yeah. Vâng. Trời ơi. Đúng nha, phải đúng từng câu từng chữ. Mấy cái vụ karaoke này thôi, đội em thua chắc nữa. Ủa em? Bên kia ca sĩ không, mà bên này có một ca sĩ à. Vì lý do đó, nếu như các bạn không hát được, chúng tôi cho phép các bạn đọc thơ. Dù thì được. Và bây giờ sẽ là lượt thứ nhất. Thành viên nào lên ạ? Thôi chắc anh lên đi ha. Anh lên đi. Anh lên cho anh lên nữa kìa. Ừ, lên đi, lên đi. Em nhớ giật cái đo nha. Tân ơi, anh Long xanh lắm rồi.
Thì ảnh xanh giống cái áo của mình luôn á. Và bây giờ sẽ là vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2. Xin mời Tân phải ráng lên. Anh Long bắt đầu sắp mệt rồi. Trời đất ơi, nhanh nữa này. Trời nó muốn văng ra thiệt anh ơi, từ 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 từ. Bay lên luôn Tân, bay lên luôn, đúng rồi. Anh Long chặn đường kia lại. Lấy về đội nhưng mà đứng yên đó. Quá đau luôn. Chạy đi rồi. Không được nha, không được nha, không được nha. Chạy đi nữa, quay lại chỗ. 10 giây nữa ai cầm được video thắng. Video của em. Ra ngoài được kìa, ra ngoài được kìa. Ra ngoài được kìa. Ôi trời, mình nói đi. Trời ơi. Tân thấy chưa? Anh nói rồi, tuổi già sức yếu. Em ráng trụ càng lâu càng tốt. Anh bắt đầu yếu. Sợ. Hình như em cũng yếu dần theo. Thôi xin mời Phương Trang mình ra đây mình hát bài hát của mình. Bài hát này rất quen thuộc. Bài gì anh? Bài hát là đừng xa em đêm nay, khu phố quen đang ngủ say. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Rồi, xong phim em rồi. Quá dễ em ơi. Bây giờ mời em hát lại nha. Hai, vô. Từ từ từ. Em hát không? Không hát rồi để cho thằng hát à. Không nhắc. Đừng xa em đêm nay, khi bóng trăng qua. Tiếng mời sai vậy. Vui ghê. Thu Hằng. Đoạn em cũng lát rồi. Lên. Nếu như nó không phải là đoạn 1 A1 thì nó là A2 thôi. Ừ. Quan trọng là A2 cũng không nhớ luôn. Ừ. Rồi xin mời em chuẩn bị nha. 3, 2, 1, vô. Đường xa em đêm nay, khu phố quen đang ngủ say. Đường xa em đêm nay, đêm rất dài. Không hát theo nha. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Sao mà khóc? Tại vì ta hát đúng đúng chưa? 20 điểm vậy chứ. Trời, không chịu đâu. Rồi mình không điểm hay chi? Đúng, vì là lượt của đội xanh. Hát sai cho nên bị trừ 10 điểm. Ôi trời ơi. Và bây giờ sẽ gỡ gạc lại ở lượt 2. Xin mời hai cô gái lên. Quá. Thôi ráng đi. Xin mời vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Nhìn phía trước Hằng ơi, nhìn phía trước, đừng có quay đâu chưa. Nhìn phía trước á. Rồi gỡ từ từ thôi. Mở dây, phóng lên liền. Phóng lên. Đúng lên. Đúng rồi. Chết. Trời ơi. Chụp đi, hết luôn. Đúng rồi. Hằng kéo về, Hằng kéo về luôn. Kéo về lấy nguyên cái người bây giờ. Không, không có ra, không có được ra. Không có được ra. Tớ không được chơi, chưa được chơi. Anh ơi, nặng lắm. Ờ, kéo rồi, không muốn kéo. Trên đường buông tay. Trong vòng 10 giây nữa, cái khoảng cách của Miro ở đội nào gần hơn, đội đó sẽ có lượt. Chạy về ôm lên, ôm luôn. Hai. Ôm luôn. Hết giờ. Rồi, rồi. Trong vòng 10 giây cuối, cái khoảng cách cái micro ở đội nào gần hơn thì đội đó chiến thắng. Thì em cứ ôm khư khư micro mà em đang nằm ở bên mé của đội đỏ cho nên là trả lay. Miễn sao gần cái tâm là được rồi. Đâu có đâu bé. Ủa? Gần đội đỏ. Rất cảm ơn đội xanh cố gắng nhưng đội đỏ chưa chắc gì hát được bài này. Rồi mời anh ra đây. Và bây giờ sẽ là hình ảnh thách đố dành cho anh. Xin mời. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua lại những nỗi đau không phai nhòa. Quá dễ ha. Rồi. Có bao giờ anh nghĩ về em, vì những đắng cay. Sao anh? Sao bên đây la như không nghe được nè. Vì anh hát cái gì? Anh hát lại cho em nghe coi. Rõ ràng từng chữ nha. Thì bây giờ nó có sai đi mà la hết hồn cái một. Thì hú hồn nè, nè, lại. Có bao giờ anh nghĩ về em, vì những đắng cay. Ừ. Sai thiệt nha, về. Em đã la rồi. Vì là sai. Và bây giờ mời Tân sẽ lên đây hát bài hát đi của mình. Ráng hát đi nha. Hát sai giờ mà. Anh Đờn cứ đánh cho em nha, em hát tông gì kệ. 2,
2, 3. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu? Về luôn, về luôn. Đúng hả? Về những đắng cay gì? Về những đắng cay em đã gánh chịu. Về luôn, về luôn. Bởi vì sao lại sai? Về những đắng cay em đang gánh chịu mới đúng, không phải là đã gánh chịu. Vâng, và lượt của màu đỏ. Màu đỏ hát không được, màu đỏ bị trừ 10 điểm. Ủa? Rất tiếc. Xin mời lượt tiếp theo, hai chàng trai lên. Ủa, tới mình rồi. Rồi, mời hai cô gái tập trung chuẩn bị nghe đoạn nhạc. Còn hai chàng trai sẵn sàng với lượt quay của mình, xin mời. Ủa cái micro đâu rồi? Dù sao cũng lớn hơn em. Nhường em đi anh. Tôi tức quá trời, tới sáng luôn. Tiếp nhắm micro, người nào lớn hơn người chiến thắng. Người ngoài đây, hai, một. Hết giờ rồi. Diễn Nguyên, diện tích tiếp giáp micro người nào nhiều hơn thì thắng. Tôi thấy Nguyên cái cùm tay bên đây nhiều hơn, ở đây hai cánh tay thôi, về thua. Và với lượt có micro, xin mời đội đỏ hát. Để coi chị hát để cái coi. Gì ừ. Trời ơi Hằng ơi, bài này chắc em đã từng hát qua rồi. Ráng nha, chỉ vài câu thôi. Xin mời đoạn nhạc thách đấu dành cho em, bắt đầu. Ngày qua ngày gió than gào vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Bài này nhiều khi cũng dễ nhầm á nha. Rồi, chuẩn bị, hai, vô. Ngày qua ngày gió thét gào vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Ủa, sao vậy? Tiếc dễ sợ luôn. Chính xác, chúc mừng. Đúng rồi, hai điểm. Bên mình nhà mình có chơi được không? Đi về. Còn lượt cuối, cố gắng lên. Mời hai cô gái lên. Trang lên, Trang ơi. Và bây giờ sẽ là lượt quay cuối cùng trong vòng 2. Xin mời. Quay chơi pháp. Ờ, là hàng nó thở lên trời. Từ từ xuống, đừng gấp. Còn ra lẹ chăng ơi. Chạy. Đừng qua đây. Thôi. Hết vô, đúng rồi. Rồi, xong rồi, xong rồi. Về đi, lắc về, chăng ơi. Lắc về Trang, lắc về luôn. Đúng rồi. Trời ơi, thôi, cũng có hồng này quá. Trời ơi, tức tự nhiên. Trời ơi. Không, nhưng mà tôi đánh giá tinh thần này. Dạ. Chơi xúc luôn giày dép là ok la lắm. Nàng lọ lem rất hài. Chúc mừng, Nico thuộc về đội xanh. Mang vô, sắp lấy được hoàng tử rồi, nhanh lên. Còn bây giờ lượt xanh sẽ là lượt hát bài hát cuối cùng. Xin mời Hoài Tân. Mấy đứa ra rẻ là hay thai lắm. Bên đây là Tân. Ta chuẩn bị đến với bài hát cuối cùng dành cho Tân như sau. Anh yêu ơi, tình dù ngăn cách với em xin một đời. Một đời em nha. Yêu anh, em xin yêu mãi với anh, riêng anh mà thôi. Quá dễ. Ca khúc Xa Em Kỷ Niệm, mời em hát lại hai câu này. Anh yêu ơi, tình dù ngăn cách với em xin một đời. Đúng rồi. Em yêu anh, em xin yêu mãi mỗi anh, xin sai. Anh mà thôi. Hoàn toàn sai. Ừ, về. Em bị sai đúng một từ luôn á, tiếc dễ sợ luôn, ghê chỗ. Sai hoài vậy? Và để coi đội đỏ có lấy 20 điểm hay không. Anh là anh sợ bị nhầm với chữ anh với chị em thôi. Vậy bây giờ hát cái vai nữ là được rồi. Anh yêu ơi, tình dù ngăn cách với em, với bao. Về luôn. Sai luôn. Không phải,
cái đó anh lộn, anh lộn cái điệp khúc đầu. Anh lộn là sai rồi. Lộn điệp khúc đầu là sai rồi. Người ta hát nguyên một cái tròn kìa, người ta sai một từ người ta về. Về đi. Lộn cái điệp khúc đầu với điệp khúc hai. Yeah. Như anh Triệu Long đã dự đoán, hay lộn dữ lắm. Rồi, không hát được chính xác cho nên không có điểm. Và tổng kết 4 lượt chơi ở vòng 2, tỷ số như sau. Ô, đội xanh 0 điểm. Công sức mình lánh lộn, mình giật chứ mà cũng không ăn. Ráng đi em, vòng 3 mình ngồi yên chỗ mình chơi thôi. Và đội màu đỏ tạm thời đang dẫn đầu với 60 điểm. Rất cao, khoảng cách rất xa. Để xem đội nào sẽ chiến thắng. Vòng 3 mang tên gọi vòng xoay may mắn, xin mời. Chào mừng quý vị đã đến với vòng xoay may mắn. Và đây là vòng thi đấu cuối cùng nha, dành cho hai đội chơi. Luật chơi dành cho vòng này như sau. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi với 3 lượt quay vòng xoay may mắn. Trả lời đúng câu hỏi sau khẩu lệnh là hết thì chúng ta mới được nhấn chuông nha. Đọc xong câu hỏi hết, nhấn chuông. Có lượt trả lời đúng sẽ được chơi vòng xoay. Và vòng xoay của chúng tôi có rất nhiều mệnh giá sau đây, xin mời. Ôi, có cả chia đôi kìa. Trừ luôn rồi, cộng kìa. Em, mình có nhân 3 mình cũng vậy hả? Cho nên em ráng lấy cộng đi, chứ đừng có nhân chia, cộng trừ gì đấy nha. Rồi, và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất. Xin mời. Góc phố này nơi mình quen nhau. Quen lắm. Có những chiều mưa rơi ướt vai. Có những lần mình hẹn ngày mai. Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Câu hỏi cho điểm như sau, đây là bài hát gì? Hết. Mời đội đỏ, chúc mừng. Đấy cho rồi. Dạ, đây là bài hát Chỉ còn những mưa nhớ ạ. Và đây là một đáp án rất chính xác, chúc mừng. Chị ơi, chưa còn 50 đi. Đừng chị có khóc em. Bây giờ em cứ để cho họ chơi đi, họ vô chia đôi cái còn 30. Đúng họ rồi. Chơi trừ 50 cái còn không bằng em đâu. Em chỉ mong vô tặng đội bạn 30 thôi. Cũng được. Sức mùa thi. Nhà mình, ai là người sẽ hô khẩu lệnh dừng? Một người bấm, anh bấm sẽ khởi anh động vòng xoay. Một người sẽ hô dừng. Anh bấm, em kêu dừng đi, dừng á. Nó quay về em kêu dừng. Em su cà na lắm. Hả? Vậy thôi, thằng bấm đi, anh Long nói dừng. Vậy thôi em bấm đi, anh kêu dừng. Chị lâu lâu su tiếng được mà. Anh Long, hô lớn lên giùm em nha. Rồi, xin mời Hằng. Vòng xoay đã khởi động. Tặng đội bạn, tặng đội bạn. Tặng đội bạn. Dừng, dừng. Ừ đó, như anh nói không? Trừ 30 điểm. Anh mà kêu dừng sớm xíu nữa là tặng em rồi. Đúng đỡ rồi. Phí. Và với việc trừ 30 điểm, hiện nay mình đang có số điểm bị chia làm đôi rồi. Ráng lên nha, chúc cả hai đội đều may mắn. Bây giờ sẽ là video clip gợi ý thứ hai, xin mời. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen. Nghẹn ngào là từ lúc đã hẹn nhau cuối đời, nói lời chia tay. Hãy điền vào từ khóa còn trống trong đoạn nhạc gợi ý trên. Hết. Trời ơi, bây giờ con A rồi. Yêu thương vừa chớm. Yêu thương vừa chớm. Mình hát nguyên câu giùm anh được không? Nghẹn ngào á. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời, cuối nói đời lời chia tay. Okay. Rất chính xác, chúc mừng. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời, nói lời chia tay. Chúng tôi không nói gì thêm. Chúc các bạn may mắn thôi. Và bây giờ Trang là người hô dừng đúng không? Dạ. Xin mời Tân bấm đi ạ. Nhưng mà em sẽ không nhìn. Đừng nhìn vậy. Đừng nhìn. Cứ hô dừng thôi, đừng nhìn. Em cũng không nhìn đâu. Dừng. Bây giờ mình cũng được nhìn anh ạ. Đúng rồi, để hơn xui mày rủi đi. À, người tốt thường
đường sống thảnh thơi. Quý vị thân mến, có vẻ như là sau rất nhiều những cái biến cố thì bây giờ may mắn để mỉm cười với các bạn. 50 điểm hiện tại đang tạm thời dẫn đầu. Và bây giờ sẽ là lượt cuối cùng, quyết định xem đội nào chiến thắng. Này là ai? À, còn được, chưa hết. Bấm lại. Phải là có cái từ đó mới bấm. Chưa. Sao kỳ vậy? Không được, có gì khác ngoài vậy. Nghe thật kỹ cái từ đó mà chứ. Đó. Ừ, hết. Chúc mừng lại đó. Yeah. Sao vậy? Không được. Ủa? Sao không được? Đã có phạm luật là không được rồi. Đâu có đâu em. Nói chung là chúng ta nên có một cái sự công bằng fair play ở đây đó, chơi cho vui nhà vui cửa rồi. Ok. Mời một số. Xin mời câu trả lời đến từ nhà mình. Của nhạc sĩ Minh Khang. Minh Khang, chốt không ạ? À? Ủa gì kỳ vậy, sao chắc chưa? Sao người ta trả lời mà bên mình cứ nhộn nhào lên. Sao mà chắc chưa vậy? Không phải mà đúng không vậy? Phải đủ dẫn đơn đâu. Chúng ta vẫn còn 5 giây nữa. Nguyễn Văn Trung. Chốt không ạ? Chốt, Nguyễn Văn Trung đúng rồi. Nè, đáng lẽ ra người ta chọn Minh Khang rồi đó. Cứ mỗi lần người ta chọn cái gì xong bên đây có một cái thái độ trả lời luôn. Rồi, Nguyễn Văn Trung chốt. Nguyễn Văn Trung. Làm gì khóc? Anh giận quá, em xì trời, anh giận quá. Và đó là một đáp án chính xác, chúc mừng. Để coi có bấm làm sao. Rồi, xin mời. Đừng nhìn. Để chúng tôi nhìn, đừng biểu đạt gì hết luôn. Dừng. Con số cộng 70. Đi về. Mém nữa là tặng đội bạn nữa kìa. Vâng, và màu xanh hợp với áo em luôn. Hợp với áo luôn. Cộng 70 trở thành đội chơi chiến thắng ngày hôm nay với 100 điểm. Chúc mừng. Màu xanh là bác của đội xanh. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và chiếc cúp này đã thuộc về đội chơi có điểm số cao hơn 100 điểm. Chúc mừng cho đội đỏ. Mặc dù mặc đồ màu xanh. Và cũng cảm ơn sự nỗ lực của đội màu xanh mặc dù mặc đồ màu vàng. Với 50 điểm ngày hôm nay, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vòng xoay lốc xoáy, có những pha chọn đáp án không hề dễ dàng. Lăn vô ông luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Thôi không mấy em ngủ cho chị chơi mình. Anh yêu ơi, tình này dâng hết đến anh với bao mặn nồng. Anh không nhận. Tự nhiên cái dâng hiến hết với bao mặn nồng. Kệ anh. Với người yêu, trái tim anh ngày đêm nhớ nàng. Cách mặt nhau, nhớ em trong lòng tê tai. Phút gần nhau, em đẹp sao, đôi môi em cười. Làn mi em cong, mắt em buồn xa xăm. Mời quý vị khán giả đón xem Vòng xoay lốc xoáy kỳ sau. Mong là chúng ta đã có nhiều niềm vui với nhau và cũng như là những sự chia sẻ về cá tính của các bạn cũng như là âm nhạc của mình nữa. Cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi suốt trận đấu ngày hôm nay. Và đừng quên tuần sau chúng ta vẫn có hẹn với nhau quý vị nhé. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.